Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật 23 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một năm phụng vụ, chúng ta được nghe rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu thực hiện cho dân chúng. Có lẽ vì nghe nhiều quá nên chúng ta thấy phép lạ nào cũng giống như phép lạ nào. Hầu như chúng đều lặp lại một trình tự khá là giống nhau. Đầu tiên, Chúa Giêsu đến một nơi nào đó, gặp người đau bệnh hoặc người ta đưa người bệnh tới cho Ngài. Rồi Chúa Giêsu giơ tay chữa họ. Mọi người ngạc nhiên, thán phục và loan tin này ra xung quanh. Rồi Đức Giêsu lại bỏ đi nơi khác. Nếu đọc tin mừng mà chúng ta chỉ có thể kể lại những chi tiết như trên, vậy hẳn là chúng ta mới chỉ đọc một câu chuyện. Mà nếu vậy thì các tác giả sách tin mừng đã không chắt lọc những biến cố thật ý nghĩa để đưa vào sách của các ngài. Trở lại với trình thuật Chúa Giêsu cứu chữa một anh thanh niên bị câm và điếc hôm nay, thì đâu là phép lạ và ý nghĩa của phép lạ này mà Thánh Marco muốn truyền tải đến cho chúng ta? Thánh Marco muốn chúng ta nắm bắt được thông điệp gì trong hoàn cảnh hiện đại của thế giới hôm nay? Thứ nhất, xét về khía cạnh địa lý. Thánh Marco trình thuật phép lạ Chúa Giêsu chứa người câm và điếc khỏi những ràng buộc của bệnh tật nằm giữa hai phép lạ lớn, đó là hai lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Tuy nhiên, phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe kể lại được Chúa Giêsu thực hiện ở vùng đất giữa miền Thập Tỉnh. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng đây là vùng đất của dân ngoại, những người không được trải nghiệm những mặc khải của Thiên Chúa trong dòng lịch sử hình thành dân tộc Israel như những người tự hào mình là dân riêng của Thiên Chúa. Đặc biệt là những người dân ngoại, cho nên họ không có những sinh hoạt tôn giáo hàng tuần trong các hội đường. Họ không liên quan tới biến cố vượt qua. Họ không được nghe và chú giải những đoạn sách thánh của các ngôn sứ. Chính vì vậy, họ không hề biết tranh luận với Chúa Giêsu về luật Mô-xê, về các giới răn hay về luật của ngày Sa-bát. Chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu làm, họ chỉ biết ngạc nhiên và thốt lên: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Chứ không như những người Israel thì lại tôn vinh: Quả thật, ông này là một vị ngôn sứ phải đến thế gian. Khi kể các chi tiết thuộc địa danh miền dân ngoại như thế này, Thánh Marco muốn chúng ta trở về với quá khứ. Trong bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah: Bây giờ mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc được mở ra.
Bây giờ người què sẽ nhảy nhót như nai và người câm sẽ nói được. Mặc dù những người ở vùng miền thập tỉnh không thể đối chiếu với những lời của ngôn sứ Isaiah với phép lạ mà họ chứng kiến ngày hôm nay, mà Chúa Giêsu chắc cũng không nhắm đến mục đích đó, nhưng người muốn nói rằng lời của ngôn sứ Isaiah này đã thành hiện thực, không những xảy ra trên dân riêng của Chúa, nhưng còn trên dân ngoại và sẽ còn trên khắp cả muôn dân. Thông điệp đó cũng vẫn còn đang truyền tới cuộc sống của nhân loại hôm nay. Chỉ những ai bị điếc tâm, điếc lòng hoặc cố tình làm cho mình câm, mình điếc thì mới không nghe được thông điệp tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một vài chi tiết từ phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện nơi anh chàng vừa bị câm vừa bị điếc. Thánh Marco kể rằng, người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đầu tiên, Chúa Giêsu đem anh ta ra khỏi đám đông. Có gì đâu mà Chúa lại không làm phép lạ trước mặt đám đông nhỉ? Người vẫn từng làm rồi mà. Đành rằng sau đó, mọi người cũng sẽ nhận biết phép lạ trên anh ta mà thôi. Nhưng khi tách anh ta ra khỏi đám đông, hẳn là Chúa Giêsu muốn có một mối tương quan rất riêng giữa người và người thanh niên này. Có lẽ Chúa Giêsu muốn rằng những gì sắp xảy ra với anh sẽ trở thành những trải nghiệm rất riêng và rất sâu trong lòng anh về một Thiên Chúa mà anh chưa được nghe nói tới. Rõ ràng anh thanh niên không phải là một con người để Thiên Chúa thử nghiệm phương pháp chữa bệnh, cũng không phải là phương tiện để Thiên Chúa dùng bày tỏ quyền năng trước mặt đám đông. Anh ta là một con người được Thiên Chúa trân trọng, yêu thương, dù rằng anh ta đang là người trong tình trạng bệnh tật. Tiếp đến, Chúa Giêsu đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Nếu người làm những việc này trong cộng đồng dân riêng và có những người Pha-ri-sêu, chắc chắn người sẽ bị coi là kẻ vi phạm luật vì đã dám đụng chạm tới người câm, người điếc, đụng vào người mang bệnh tật, vì đó là người tội lỗi và bị coi là người ô uế. Tuy nhiên, hành động này của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhớ lại tường thuật của sách Sáng Thế. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Anh chàng bị câm, điếc, anh này là con Thiên Chúa do chính Chúa dựng nên. Nhưng tội lỗi và yếu đuối của con người đã làm cho anh ta không còn được trọn vẹn như thuở ban đầu nữa. Giờ đây, Thiên Chúa đến trần gian, chỉnh sửa lại những khiếm khuyết của con người và mặc khải cho con người về một đấng chữa lành, đấng chuộc tội. Nhìn các Chúa Giêsu nhẹ nhàng, kỹ lưỡng, cẩn thận và chu đáo chữa lành anh ta, chúng ta nhận biết một Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô vẫn luôn ân cần, yêu thương và rộng lòng cứu chữa con người. Sau đó, tuy đám đông dân ngoại không biết gì về nội dung sách Sáng Thế, nhưng họ cũng đã phải thốt lên một câu giống như câu kết của tường thuật Thiên Chúa sáng tạo muôn loài: người làm mọi sự thật tốt đẹp. Kính thưa cộng đoàn, hàng ngày những thông tin về con số bệnh nhân nhiễm virus cúm Vũ Hán lan nhanh đến từng góc ngách của quê hương Việt Nam và trên thế giới. Những hình ảnh tang thương không bút nào tả xiết. Những tiếng thở dài xót xa của những người còn ở lại làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nặng trĩu. Hơn lúc nào hết, chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào quyền năng của Thiên Chúa hơn là vào những giải pháp giật gấu vã vai của con người.
tường thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe sự việc của hơn 2.000 năm trước, nhưng sao như còn rất mới mẻ trong thời đại hôm nay. Thế nhưng nếu chúng ta chỉ mong Thiên Chúa hiện diện như một đấng có uy quyền chữa lành, thì có lẽ đó không phải là mục đích viết tin mừng của Thánh Marco. Nhưng Ngài muốn chúng ta, những người còn ở lại đây, những người đã đón nhận mặc khải của Đức Giê-xu, cũng được tách riêng ra khỏi những tiếng ồn ào và sự lo âu của đám đông, nhưng cảm nghiệm được bàn tay nhân từ của Chúa Giê-xu, một tấm lòng thương xót của Thiên Chúa và cả một chương trình cứu độ của Đấng Tạo Dựng, để mỗi người chúng ta căn bệnh bị câm và căn bệnh bị điếc nơi tâm hồn của chúng ta được chữa lành. Amen. Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân dại dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Sống con để bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao anh hùng hiếu trung kêu mời con đám xưng tình yêu. Xưa bao anh linh liều mình chịu nỗi cưng hình vì yêu Chúa, con còn vẫn vương chi nhiều, vẫn hưng hờ chưa đáp xưng tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng.
sinh cuộc tình, quyền theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến thương vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đôi vai. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa.